Cười suy nghĩ nè. Thật yêu này. Điều Đưa Lôi về Việt Nam như thế thì bây giờ mình đưa Lôi đi đâu và đi đâu, làm những cái gì đấy, đang thắc mắc ấy mọi người. Như lên đồ thì khác nha mọi người, như lên đồ thì về khác nhá đấy, còn như Lôi đây thì nó khác này, chứ không giống nhau được đấy. Đưa đi chơi, đưa đi chơi thì đi khám phá, đang còn nhỏ lắm không biết cái gì. Các chú đi khám phá thì biết. Lý do là đưa Lôi đi, nhưng mà thực chất là các chú đi chứ Lôi có biết gì đâu. Đúng rồi mọi người, kiếm cớ thôi, kiếm cớ là đưa Lôi đi khám phá cái này cái kia thôi, có phải đâu. Các chú đi để hưởng thụ chứ. Đi khu vui chơi thì cũng là 1-2-3 ngày thôi đấy. Cho đi học á, cho đi học ở Việt Nam á. Chơi tham quan, trường học. Ờ đúng rồi. Ôi nhắc lên học rồi Lôi đau đầu. Ui, tán luôn. Học nhá, về Việt Nam đi học, không phải đi chơi đâu. Về Việt Nam đi học. Hả? Cho về làm ca sĩ. Nha. Dạ. Ừ. Rồi còn về hôm nào thì chưa có ngày xác định nha mọi người. Tại vì chưa nói trước được. Cái giấy làm ấy. Ồ, 90 đơn rồi. Cảm ơn các chú. Ok, những ngày 1000 set trên ui giời, 90 trên 1000 rồi. Áp lực quá Lôi. Ôi, được 1/10 rồi, 1/10 rồi. Căng lắm, tầm này là căng lắm mọi người nhá, không đùa được. Bán khó lắm. Đây, mọi người nghĩ đơn giản thôi. Tết thì nhiều người mua làm set Tết đúng không ạ? Chứ ra Tết rồi thì cũng hiếm lắm. Hiếm người ta mua lắm. Hầu hết là đi lễ với gì ấy. Nếu mà cũng rằm với gì nữa. Nhiều nơi thì người ta sẽ không thích mấy cái set như này. Quan điểm của mình cũng như thế thôi. Nhưng mà bây giờ cũng ngồi bán được cái nào set nào hay set đấy thôi. Mọi người đi lễ đi chùa ấy cũng rằm, nói chung là cái set này cũng hợp lý đấy. Cũng hợp lý. Đi lễ đi chùa ấy mọi người. Đầu năm đi lễ. Cầu bình an gia đình. Cầu bình an này, set này set bình an đấy. Đúng bình an rồi đấy. Đây con set này. Set phú quý đây này. Xét phú quý này đấy, đặt lên cúng cái gì là được, được như thế luôn. Bình an phú quý có cả. Bình an là đi đâu? Ok chưa? Đấy, phải tâm linh nha mọi người, phải tâm linh nha. Ai cầu bình an thì mua, ai cầu bình an thì mua xét bình an đặt nha. Ai cầu phú quý đặt thì mua để ấy nha. Ai cầu phú quý thì mua phú quý nha. Ai cầu cả bình an phú quý thì mua cả hai. Đấy, mua cả hai. Đặt đi lễ cho nó uy tín là một này. Đấy. Tâm linh không đùa được đâu. Quay số trúng thưởng chưa? Hiện tại là chưa nha mọi người. Tầm ngày nay hoặc ngày mai. Gì ấy? Đi à? Thật đúng không? Đi à? No, ăn no quá. Đi à? Để ăn có kể. Về vấn đề Lôi về Việt Nam thì giấy tờ phải tùy thuộc vào làm nữa nha mọi người. Ra giờ nào thì đi giờ đấy thôi. Ra là về luôn. Tại vì cái giấy ấy là nó có hiệu nghiệm là bắt đầu từ khi ra là tính ngày rồi. Nên là vì thế ngày mai đi mua quần áo này cho bố Lôi này, cho Lôi này, vali các kiểu này để sẵn đấy đã. Để sẵn ở đấy. Đấy, chỉ cần giấy ra cái là chuồn. Tình không? Đau bụng à? Đi đi. Đau bụng thật à? Ăn đi à? Đi à? Đi đi. Cho đến lúc quan trọng lên nó đi à? Đi. Hay là hồi hộp quá để ỉa luôn. Hồi hộp quá các bạn ạ. À. Đến lúc quan trọng này nói về Việt Nam cái hồi hộp quá để đi ỉa luôn.
quá đi rồi thật đấy. Bây giờ nữa là làm sợi dây làm. Quá. Rồi xong hết hỏi rồi. Đó. Bây giờ chưa. Đợi lôi ra rồi câu chuyện tiếp tục nhé mọi người. Ok sẽ.